Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo liên quan đến vấn đề một chuyến bay Delta. Trong tuần vừa rồi, từ bên Boston về Los đã có một ông khách điên khùng. Ông ta mở cửa emergency. Cho nên quý vị cũng nên cẩn thận. Đi tàu bay nên tránh gần những cái cửa gọi là emergency. Chỉ mở khi nào khẩn cấp. Tàu bay bị lâm nạn. Vậy mà cái ông khách này 31 tuổi tự nhiên ông muốn tới, ông tấn công, ông đánh nhau với mấy người khách rồi ông mở cửa ra. Mà rất may mắn là lúc bây giờ tàu bay đang landing. Chỉ còn cách mặt đất có 700 feet thôi. Chứ nếu mà đang ở 43.000 feet thì tôi hỏi quý vị, cái jet stream, cái làn gió phản lực ở trên đó, nó gãy đôi tàu bay chứ không phải là còn tàu bay nữa. Bởi vậy cho nên rất may mắn phi công đã đáp được an toàn. Nhưng mà cái ông khách này là bị bắt, là vì ông làm loạn và ông phá an ninh mà làm có thể nguy hiểm. Đó là một câu chuyện người Mỹ bây giờ người ta khùng nhiều lắm. Không có ngày nào là không có những cái chuyện đau khổ mà tôi không muốn nói. Nào là đâm chém, giết nhau, rồi hãm hiếp, rồi bắt cóc. Trong một cái xã hội 320 triệu dân tạp chủng thì làm sao tránh khỏi được cái tình trạng đó. Cho nên thôi, hồn ai nấy giữ. Đấy quý vị, thấy lái xe không có ngày nào là không có xe ăn cắp ăn trộm, rồi cảnh sát rượt đuổi. Nó biết thế rồi nó vẫn làm. Mà nó biết rằng nó không thể trốn thoát khỏi tay cảnh sát. Tại vì sao? Nó lái một chiếc xe một mình, nó có giỏi gì đi nữa cũng là một mình. Cảnh sát nó có hàng chục, hàng trăm chiếc xe đuổi theo. Rồi trên trời lại có phi cơ trực thăng. Thì tôi hỏi quý vị thoát ở chỗ nào? Vậy mà nó vẫn làm. Cuối cùng rồi nó bị bắt. Cuối cùng rồi nó bị tù. Rồi có lắm đứa bị chết. Là vì chiếc xe nó tông vào người khác và tai nạn người ta xảy ra. Cho nên cũng là một cái điều quý vị nên cảnh giác khi lái xe. Tốt hơn nếu không cần phải đi, không có việc gì quan trọng đừng lái xe. Ở nhà là an tâm. Chứ đi chợ cũng bị người ta đánh nhau, bắn nhau chết. Rồi đi siêu thị cũng bị thế, rồi đi vô mall cũng bị như vậy. Bao nhiêu cái khổ sở. Đây là chưa nói đến cái vấn đề bị cướp. Các bà, các cô hay đeo nữ trang ra đường, nó cướp, nó giật. Nó giật một cái ngã xuống đầu đập xuống đất, đứt, chệt. Cho nên tại sao những cái tiệm nail hay bị cướp là vì các bà, các cô tiệm nó hay mặc đồ trang sức nhiều, khoe vàng, khoe bạc, khoe diamond. Cho nên mình phải công nhận người Mỹ nó hay, nó toàn đeo đồ giả không. Chỉ có Việt, Á Châu của mình hay là Việt Nam thích đeo đồ thật. Khoe tôi có một vài lạng, tôi có 2-3 cây. Cái nhẫn 4-5 carat. Kết quả là cái khoe đó là mất xác. Cho nên những người có gia đình nên cẩn thận. Chồng nên khuyên bảo vợ con, nhất là con gái. Không nên khoe khoang xe xua vấn đề nữ trang rồi bị chết oan. Và khi lái xe, lỡ mà lái xe thì bao giờ cũng nên giữ một lên thôi. Đừng qua lên nhiều. Bởi vì nếu mình lúc qua lên gặp tụi nó đang cảnh sát đang đuổi, tông vào chỉ có nước chết. Bởi vì cái bọn ăn cướp mà đi xe mà nó cảnh sát đuổi, nó lái không phải một vài chục mai một giờ, nó lái đến 120 cây số một giờ. Đụng một cái là lộn 5 số vòng tiêu. Cho nên tốt hơn tránh bằng cách lái cái lên trong cùng. Mình đỡ được phía bên phải, không có xe, chỉ có để ý có phía trái thôi. Và đừng bao giờ làm anh hùng trên xa lộ. Chúng nó lái nhanh kẻ. Tôi lái xe mấy chục năm không bị tích cực, không bị tai nạn là vì tôi nhường. Lái xe mình phải để ý những người chung quanh đằng trước đằng sau. Mà nếu đằng sau mày thấy họ đi nhanh, qua lên khác thì cho họ qua mặt. Gặp mấy ông xe 18 bánh, một là đi qua khỏi, hai là đi lùi đằng sau. Đừng có đi song hành với các ông lái xe 18 bánh. Bởi vì các ông lái xe, ông say rượu, ông uống rượu nhiều lắm. Các ông đi đường dài, New York về đây đi 3 ngày 3 đêm, ông phải ăn uống. Rồi ông uống rượu, ông phê,
ông lái xe tầm 7, mình chết oan. Xe 18 bánh mà nó quẹt cái đuôi cái là xe mình vẫn đi trục giác. Cho nên đó là những cái điều mà quý vị nên lưu ý. Rồi chúng ta lại có một bản tin nữa. Đó là bản tin câu này ra thì buồn cười. Tập Cẩm Bình nó nói một câu rằng nó cho đàn em đó. Nói rằng là Mỹ mà không có ngưng cái vấn đề yểm trợ Ukraine, chiến tranh thứ ba sẽ xảy ra. Và ngày hôm qua nó lại cho một chiếc tàu bay phản lực của tàu cộng, nó bay vờn chung quanh phản lực cơ của Mỹ. Rồi Mỹ phải ra cảnh cáo bằng cách bắn những cái hỏa châu, nó mới rút lui. Thế thì đây có phải lần đầu không? Không. Cách đây 2 tuần lễ, tàu bay của Nga Putin cũng vờn tàu bay của NATO ở trên Biển Đen, rồi cũng bị NATO bắn cảnh cáo rồi mới rút lui. Thế thì chúng ta thấy kết luận là cái gì? Nga cũng như tàu, chả ra cái trò gì. Nó biết nó kém, nó biết nó là dốt, nhưng mà nó muốn ta đây, nó chọc. Nó gọi là muốn vờn vuốt râu hùm. Và khi nó thấy rằng là căng rồi là nó bỏ chạy. Cho đến giờ này quý vị thấy Tập Cẩm Bình nó ra lệnh hàng trăm phi cơ, chiến đấu cơ của nó bay vào cái khung trời của Đài Loan. Mà quý vị thấy nó làm gì không? Không. Cho cả phi cơ không người lái Đài Loan bắn rớt cũng im. Chúng ta thường nói một câu rằng người dốt thì hay nói chữ. Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Nếu nó giỏi thì nó việc đánh. Đằng này nó biết nó dốt, nó cứ vờn để nó chọc thiên hạ chơi có vậy thôi. Cho nên những anh căn ngộ đều bảo ồ, sắp sửa sẽ thế chiến thứ ba, rồi Nga sẽ dùng bom nguyên tử. Toàn cho hề. Tôi nhắc lại quý vị nhé, cái người mà sợ chết nhất là những người giàu nhất. Họ chết thì họ tiếc của. Putin bây giờ nó chết, nó tiếc là nó để mấy vợ trẻ đào nhí cho nó ai xài. Nó có hàng trăm tỷ trên thế giới, nó để ai dùng. Nó sợ chết lắm. Bởi vậy cho nên nó mới giết những cái người mà nó nghi là sẽ giết nó. Gần mấy người Cộng sản là chỉ có sớm muộn là chết thôi. Vì nó sợ chết. Rồi chúng ta có bản tin khác nữa. Đó là bản tin. Cho đến bây giờ ông Kevin McCarthy, ông nghe nói một câu rằng chúng ta sẽ gắng bỏ phiếu để cho gặp cái deadline. Thế thì đã quyết định cái Ủy ban Tài chính của Hạ viện thông qua, và họ đã đưa ra cho toàn thể Hạ viện là bỏ phiếu, sau đó đưa lên Thượng viện và rồi đưa qua bên bàn của Joe Biden, hy vọng vào khoảng độ ngày mùng 1, mùng 2. Và hôm nay cũng đã là mùng 1. Cho nên chúng ta đừng sợ là chúng ta không có tiền, mà chỉ sợ chúng ta không có thể bầu đúng, cử xứng, và sợ chúng nó ăn gian. Nếu bây giờ quý vị mà thấy rằng là cần một người có tài, chỉ có Donald Trump thôi. Là một người yêu nước, làm tổng thống 4 năm không lãnh một xu, tiền lương 4 năm, mỗi năm nửa triệu, 4 năm là 2 triệu cho cơ quan từ thiện. Quý vị kiếm đâu ra một ông tổng thống như vậy? 4 năm làm tổng thống Donald Trump, cả thế giới đều sợ Hoa Kỳ. Trong 4 năm đó ông lập ra thêm được một ngành quân lực ở không gian, quân lực ở vũ trụ, gọi là Space Force. Quý vị thấy hay không? Không quân của Mỹ bây giờ mới được có 50 năm, mà ngành không quân của vũ trụ Donald Trump đã được 4 năm rồi. Từ năm 2018 đến giờ, 5 năm. Bởi vậy cho nên cái ngành vũ trụ của Mỹ này, thế giới theo không kịp. Còn nếu quý vị muốn lựa một người ứng cử viên vô tài, bất tiếng và vô hạnh, quý vị cứ việc bỏ cho một người già sắp chết, mất nét. Ăn nói thì không ra hơi, không đủ khả năng làm việc. Giống như chúng tôi ra tranh cử supervisor, có phải là vì tiền đâu.
Đó là vì anh em, vì khán giả yêu cầu tôi ra để lo cho cộng đồng. Nó bị phân hóa quá. Chúng ta không thể chấp nhận được cái tình trạng như thế này. Rubu. Có mấy trăm ngàn người Việt Nam để chia ba, chia bảy. Người ta mới nói có câu nói rằng bôn xa, đất hẹp, người đông. Thạch xanh thì ít, lý thông thì nhiều. Là như thế. Bởi vậy anh em mới yêu cầu Dương Hải đi ra để làm việc, lo cho cộng đồng, chứ không phải lo cho cá nhân. Cá nhân tôi quá đủ. Đến giờ này gần chín bó mà được như thế này tôi thỏa mãn lắm. Con đàn cháu đống, ngày nào cũng được lên đài hầu chuyện quý vị. Đó là một điểm được an ủi cho những người suốt cả cuộc đời. Nói theo Khổng Tử, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Là như thế. Như là trường hợp Donald Trump, chúng ta phải hãnh diện có một người như Donald Trump. Chúng ta phải hãnh diện có một nhà ái quốc Donald Trump. 7 năm trời kẻ thù tìm vết, tìm lông, không ra đâu hết. Tốn hàng trăm triệu đô la để mà triệt một Donald Trump không được. Quý vị thấy nó có hay không? Bởi vì Hillary Clinton ngày hôm qua thông báo, tuyên bố rằng nếu mà Donald Trump mà tái trúng cử trở lại Tòa Bạch Ốc năm 2024, nền dân chủ Mỹ bị chấm dứt. Khán giả mới gọi điện thoại cho Hải bảo giáo sư, bài nói như vậy tức là nước Mỹ đã trở thành cộng sản. Bà không, nền dân chủ đây là cái đảng dân chủ sẽ bị chấm dứt, chứ không phải là nền dân chủ. Mà bà ấy chơi chữ, bà đánh lận con đen là như thế. Xin ơn trên phù hộ chúng ta.